Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa tiếp tục cưa ở tổ 2, ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cái cưa một cây dừa. Cây dừa rất là nghiêng và kế cái dàn bếp và nhà bếp nè. Không có đường để leo lên luôn. Rất là sát. Sát với mấy mưa. Và cây cũng rất là nghiêng nha. Bị cong ở phía trong luôn. Và rất là cao. Nhiều buồng dừa nữa. Rồi còn ở dưới gốc. Sát với cái kệ đựng nồi. Ở đây là ở phía trên. Rất là nhiều trái dừa. Và khó bẻ nè. Chủ nhà sợ dừa khô rụng. Rất là hồi hộp nên thôi ba mình cưa bỏ cây dừa này. Phía trước nhà thì có cây lộc vừng rất là lớn. Cái tàn rất là rộng, rất là đẹp. Đây là quý khán giả luôn. Là chủ nhà. Chúc bà con mạnh khỏe. Nhưng chăm chăn để lên cưa cái dừa. Bây giờ cũng 1 giờ rồi. Dừa này cách nhà mình cũng 5-6 cái nhà. Lên 1, 2, 3, 4, cái này là cái thứ 5, cũng gần sớm. Mà đỡ cái là khu này cũng ổn, cũng mừng. Cũng nguyện cho bà con mình mạnh khỏe hết nha. Mà có ai có bệnh rồi thì mau hết bệnh. Mà chưa có mắc bệnh là không bị bệnh. À, thiệt khỏe. Yeah. Để Hoa ra cho quý vị xem gốc cây lộc vừng. Rất là bự luôn. Ra ngoài cổng cái hoành cũng rất là lớn. Rất là lớn luôn nè. Mời bà con mình xem cây lộc vừng này nào giờ mới thấy nè. Nó như cái dù, nó tròn, thiệt là tròn. Cái đường kính nó qua cây 1 mét, 2 mét, 4 mét. Cái đường kính ra 4 mét. À, 8 mét. Gấp đôi lên. Cái tàn nó ra 8 mét đường kính đó. Nè cái bông nó đẹp lắm. Mà nó rụng rồi. Nó khi nó ấy là nó như vậy nè. Mà nó sổ từ ở trên đây nó dài xuống. Từ trên đây nè. Nó dài xuống đây nè quá ta luôn là cỡ thì cả mét. Cái này phải chín tấc à. Hết sức luôn đẹp. Cái phần bông cỡ chín tấc. Bông nó đẹp hết chứ luôn. Cái này bông rụng xuống đất đỏ cho nè. Có bông kia 1 mét mấy luôn kìa, hết chứ nè đó. Rồi nó nở ra, nó nở đỏ, vừa đỏ đỏ mà vừa tím tím, đẹp lắm. Đây nè, hết chứ. Cái đường kính bên đây nó rộng hơn nữa nè. Là từ trong tim nó ra đây 5 mét nè. Đó, chết rồi. Này, cái bông này nó dài vậy nè. Này dài hơn 1 mét. Hết chứ. Nó có lại nở ra để lấy cái cây kiều xuống thử coi nó ra sao. Rồi. Mình lấy cái đây. Cắt thử cái bông. Hơi bị chán nắng. Nè cái bông nó gì nè, gần lại coi nè, nó ra đó, đó. Rất đẹp không, cái trên nó nở hết rồi nè, còn ở dưới này là chưa nở nè. Nó dài. Dài gần bằng ba mình luôn.
Ồ ồ. Mét một. Tới tới cái nhũ hoa của mình luôn. Ồ ồ. Đó. Khỏi cái nhũ hoa luôn. Cái này nó mét 1 mét 2. Đâu mét đây nè, mét 3 luôn ông mét. Mét. Gần 1 mét 3. Quá đẹp. Cái đặc biệt ở cái lá này nè. Cái lá non nè là ăn bánh xèo. Xèo ngon lắm. Chát chát. Nó chua chua, nó chát chát. Mình ăn với cá luôn, chấm nước cá ăn cơm được luôn, ngon. Chát. Chua chát chát. Nhiều vậy luôn nè. Hết sức cái này. Nghe nói là chủ nhà cây này là nếu ai mua được giá cũng bán luôn đó bà con ơi. Đây là cái trái của cây lộc vừng. Giống giống cây khế. Dạ, nó có khế khế nè. Cây này chủ nhà cũng muốn bán nữa. Nếu mà ai có nhu cầu thì xin liên hệ với ba mình và xin số điện thoại. Hoa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ba mình bắt đầu leo lên phía trên. Có khúc đây, đây nó thẳng nè. Trên này cái mình ấy làm cái làm kèo được đó bà. Dạ. Này chứ. Cứ đưa ra cho nó gọn làm miếng mương luôn á. Ừ, theo đó. Dạ. Eo lên nhịp theo đó. Dạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào trong vì dừa khô rất là nhiều. Hôm nay ba mình chỉ đi một mình thôi. Nhờ anh Hoàng chủ nhà sẽ làm phụ với ba của mình. Hôm nay ba mình tiếp tục sử dụng máy Ryobi loại mini 435 để máng tàu dừa. Vì trời trưa cũng mặt trời cũng chuyển mưa nên là hơi tối. Rất mong quý vị sẽ thông cảm cho Hoa nha.
Vừa quá trời sơi trái luôn. Và chủ nhà cũng không bẻ được nữa. Thấy cái tàu dừa ở phía trong thì thảy ra phía ngoài hết. Thì ở trong là mái tôn, ở dưới là rất là nhiều đồ gia dụng. Dừa rất là thích. Ở phía dưới sẽ có anh Hoàng hỗ trợ cho ba mình. Và cô Hoa sẽ lấy cái đầu dây tiếp theo để cột cái buồng dừa, sẽ rút ngắn thời gian hơn. Phía bên kia là giáp ranh với nhà kế bên này, đó là cái mương nên Hoa không thể qua bên đó quay cho quý vị xem được, rất mong quý vị sẽ thông cảm cho Hoa. Nhưng ba mình vẫn cột xuống để thòng xuống.
Hành đang cột cái hoài dừa khô luôn, khô nguyên hoài luôn. Rồi xuống phía dưới thì dướng mấy con. Ở phía dưới thì cũng có trống ở phía ngoài, nhưng mà mình sẽ treo xuống cho chủ nhà luôn, đỡ phải vớt từ dưới sông lên. Nguyên hoài dược khô luôn. Vướng mấy con kẹt ngay cái chỗ cái eo. Hiện tại mình đang ở trên sân thượng của chủ nhà bác Tư. Cái nhà mình thì ở đằng cây sau đằng kia kìa, cây thứ hai. Nhà mình đằng cây sau gần đó đó, rất là gần với nhau. À, mình cắt bớt những cái tàu dừa đó để dễ xử lý bùn dừa phía dưới nè. Mà trời chuyển mưa hết trơn, rất là tối, mong quý vị sẽ thông cảm cho hai nha. Phía trong là mái tôn nên ba mình kéo ra phía ngoài. Buồn nào cũng sai chữ quá hết.
kia di chuyển cái bàn chân đẩy ra ngoài mấy ton. Ngồi trên cái bệ dừa phải nắm cái phần đầu dừa để nâng đỡ trọng lực của cơ thể nè. Như là còn cái buồn dừa cuối cùng. Vừa rụng riết rồi thụng to lắm chưa, mớp to. Mình chỉ cắt nhá nhẹ cái phần tàu dừa thôi, sợ nó rớt xuống ton đó. Để cái máy cưa vào phần thân cây dừa. Ở phía dưới là kế con sông á. Nãy giờ đứng phía trên rất là mỏi luôn rồi. Oh.
phía trên cắt để cho không có bị bụi vào mắt. Đỡ ra phía ngoài để ném mấy tôm. Nãy giờ ba mình thảy xuống mương hết nè. Mệt quá bà con ơi, cái giờ này nó nghiêng vô, nó gục ngược vô trong nhà nè, nó rụng to rồi nó mớp hết trơn hả. Bởi vì cái vừa này chủ nhà không có tiếc, mình thầm trái xuống mà nó cũng còn cỏ vô đây rồi nó xô ra nó mới ra khỏi được. Dạ. Giờ mời bà con uống vừa nè. Đó trời. Không biết để đếm thứ là bao nhiêu buồng, 2, 4, 5, 5 buồng dừa. Mấy quả dừa khô đã cắt rồi thầy ạ. 4 buồng dừa khô. Đó 9 quả. Quá đã nè. Cái này dừa khô á cũng phải thầu chút, tại vì cái này mình trái dừa khô mình hái một trái là rớt 3-4 trái, làm rớt xuống cái nó nặng lắm. Chứ nó sẽ sập cái mái to luôn ạ. Mà quý vị cùng ăn dừa nào với ba mình nè. Cái dừa. Cái này ngon lắm. Và mới là cưa xong mệt này cũng không nên uống nước dừa liền, mình nên ăn cái dừa trước. Đứa mình đó con nái nó bắn lại dừa quá. Tháng này là cái mùa của nó nè, mùa con nái á. Đây, sau khi tắm xong thì sẽ thưởng thức nước dừa. Cái dừa này chị sợ nó rụng trái, sợ ngã, bây giờ cưa xong rồi chị có mừng không? Mừng, mừng. Đó, chú nói từ lúc nhà cắt chỗ, mừng chị vậy hỏi cái gì? Vậy hả? Mừng vậy hả? Thì quý á, dạ, thì mời chị uống dừa. Dạ, ông chú không uống đi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy là đúng rồi, mừng nha, trời ơi, mừng chưa? Dạ, mừng. Nguy hiểm quá ha. À, cảm ơn chú nhiều. Dạ, dạ. Đấy vậy? Uống ngọt. Trời ơi, nó mát như nước dừa vậy chị. Ngon, ngon quá. Đây em đi chú. Dạ, dạ, đây nè, uống nước quang. Dạ. Ừ. Vừa trái hết sức rồi, nhưng mà đốn thì tiếc, nhưng mà để không nên. Ừ. Vậy đi chú ơi, mừng. Được. Chứ mình đốn cái mình trồng ở cái thấp thấp mình ăn được. Được. Chứ mình trồng ở ngoài á, ngoài trái là đừng có, bây giờ sau này đừng có trồng cây gần nhà. À. Tại vì hồi từ thì khi năm 2000 trở đi á là dông gió thất thường lắm. Tại vì cái tầng ozone mình nó dặn nó mỏng bớt á, rồi mưa gió nó thất thường quá, cho nên cây gần nhà không nên. Cốt nhà mới nhỉ? Dạ, dạ. Ui dạ, cốt muốn thêm thằng dạ, dạ. To. Dạ, dạ. Dạ, dạ, chúc con uống. À. Uống không? Mọi người ăn uống không? Không. Ừ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Qua ngồi một chỗ đấy phía dưới hả chị hả? Được rồi. Phần dưới gốc cây dừa rất là già luôn. Ba mình đã gom gọn ở phía dưới mương rồi.
sình nổi lên chân. Anh cưa phải né cái lưu nước ở phía dưới này. Và nguyên vàng đồ gia dụng, nồi niêu rồi. Thôi cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.